Vâng, MVP Game xin chào tất cả anh em. Skin Kamae Tachi phong cảnh mùa hè, phong cảnh thơ lễ hội biển ngư phong. Vâng, cầm cái con bạch tuộc và cầm cái quạt đi bổ quái rừng. Cái dáng đi của nó các bạn ơi, buồn cười không thể tả được. Tính ra skin này thì nó có giá là 20.000 các bạn nhá. Đấy, tính theo tiền đô là 22.000. Đấy, 60 khuyết ngọc anh em ơi, trong 2 tuần đầu tiên anh em nhá. Anh em có thể mua và sau 2 tuần thì nó sẽ về 560 khuyết ngọc tương đương với 200.000 anh em ơi. Bây giờ thì nó bán rẻ anh em ơi. Vị thức thần này là một vị thức thần samurai ninja rất là mạnh với khả năng hụp lặn xuống đất các bạn ơi. Nên chơi và nên luyện nha. Tại sao lại ít người chơi vị thức thần này? Tại vì nó xấu, nhìn nó đi nó buồn cười, nó không được đẹp. Nhiều người người ta chơi vị game này thì mặc dù không mạnh nhưng mà người ta thích chơi những vị thức thần đẹp, những thức thần người ta thích. Đấy. Còn vị thức thần này không đẹp mặc dù nó mạnh, mà một khi đã mạnh thì sẽ có người chơi thôi, nhưng mà thật sự thì trông của nó cũng, chiêu thức của nó cũng hơi khó một chút đấy. Đây là bảng ngọc cho vị thức thần này nhá. Và hôm nay MVP Game sẽ đem vị thức thần này đi rừng. Rồi ôi, đường top Kiyoshi Imoto thì không được rồi. Mà Kiyoshi Imoto đi đường top thì không có tanh cứng rồi. Trận này thì bên mình lại không có tanh. Mình thì là một samurai này. Mày chạy á, con tờ hó này. Mày chạy á, mày phát nữa thôi. Mày chạy đi ăn chó này. Chạy đi, chạy hộ bố cái nào mày này. Này, đây là bảng ngọc cho vị thức thần này. Bảng ngọc gì đây ạ? Thì bảng ngọc này là bảng ngọc ở giữa là cái bí thuật truy đuổi nha. Khi đánh thường 2 lần thì sẽ kích hoạt và tăng tốc độ đánh nhiều hơn nha, giúp cho vị thức thần này sốc đam. Tiếp theo là một viên tăng sát thương nhá. Cần sát thương hơn, đừng lên tốc độ đánh. Viên ở trên thì ghi mà máu đối phương dưới 30% sẽ tăng sát thương. Rồi, phát hiện nhà đứa nào ở đây không? Con sư sáo bi đâu rồi ấy. Rồi, viên hồi máu, viên tốc độ chạy nhá, viên xuyên giáp và một viên hồi thời gian trừng phạt và tốc biến nhanh hơn. Đây là trang bị cho vị thức thần này. Đây, trang bị chí mạng anh em ơi. Chả phải sợ bố con thằng nào cả. Lên toàn sát thương luôn, không phải lên phòng thú búa mới chả búng làm gì cả anh em ạ. Nếu mà đối phương mà thật sự nhiều không chế quá thì lên búa rồi. Ma con ui dồi ôi, em xin lỗi. Đi gánh gặp ngay thì nó vồ cho mắt. Mà lại còn không còn tốc biến cơ. Cuộc đời đúng là oan trái. Rồi. Thì nói về chiêu thức vị thức thần này thì mình sẽ nói sau. Bây giờ nói về cái bộ trang phục này, như kiểu là bộ trang phục về nấu mì ramen ấy anh em ạ. Vâng, cầm cái con bạch tuộc thì nhét vào mồm quái rừng. Vâng, và nếu mà thức thần này có một skin đẹp thì sẽ có nhiều người chơi hơn anh ạ. Nhìn skin này nó chuối quá. Mới lại mình không thích cái skin này là khi mà các bạn dùng chiêu 2, các bạn chọn chiêu ấy, nó chọn nó nhìn nó rất là khó, nó cảm giác không như skin mùa. Các bạn chơi skin mùa nó còn đẹp hơn các bạn ạ. Nên là theo như mình thì thôi, 20.000 nếu mà bạn nào thừa tiền thì bạn mua, còn không cảm giác là không hay chơi con này thì thôi, chả cần mua cũng được. Mình khuyên thẳng luôn, đây là một skin mình chê xấu nha, không đẹp. Đấy, và nếu mà nó có giá rẻ hơn nữa khoảng độ 20.000 nó không quay lại thì mua, còn không thì thôi. Kéo cho về sau mà nó về khoảng độ 200.000 thì 560 khuyết ngọc thì chắc chả muốn là con nhà thằng nào mua đâu. Trận này thì mình sẽ chơi kiểu kiểm soát và đi ganh lung tung thôi anh em ạ. Chơi không chơi kiểu như là tùy một đường nào cả. Và mình sẽ ăn con Nguyệt Nguyên Hỏa nhá. Con Nguyệt Nguyên Hỏa nhiều anh em hỏi tại sao đôi lúc nó ra sát thương chuẩn nhá. Thì khi nó có 3 trạng thái đấy. Mỗi trạng thái thì khi nó chuyển trạng thái thì nó sẽ được sát thương chuẩn. Má tỷ nó kia. Khó quá. Rồi Shusabi. Rồi đi này, gặp này, nhặt đậy Shusabi. Đây rồi, này. Mày á, mày con đó này đi gánh át tí đến. À, nó level 5. Nó level 5, mình có đánh được nó không? Nhưng mà nó đang rất là nhiều lính. Nào ra đây, nào giao lưu kết hợp cái nào, giao lưu mây mưa với nhau cái nào. Ôi chạy, em xin lỗi. Ôi, 11 máu vẫn chạy được. Ôi trời ơi, tôi buồn cười quá. Đúng là, cái skin này là cái skin đem lại may mắn cho người chơi, không giúp cho người chơi chết khi mây mưa với thức thần khác. Ôi dồi ôi, đường dưới này. Hana và lúa nó ép đường bên mình. Bây giờ đi ganh kéo còn chết ngược thôi. Có nên ganh không nào? Có nên ganh không? Phân vân quá. À đây đây, Shushabi nó tới. Đọc bản đồ rồi. Mày chết, mày xuống đây tao gây hình mày nhá. Mày xuống đây. Nào, tao bật choáng lên. Ôi nó nhìn thấy mình rồi. Má lỗ máu chứ nè. Đéo thèm ganh nữa. Đi về farm rừng anh em ơi. Rồi, vì thức thần này có một cái đặc điểm là như đòn nha. Khi mà máu đối phương thấp hơn bản thân mình thì 3 lần đánh thường sau thì sẽ gây thêm sát thương. Có nghĩa là nó đánh một cái thì nó sẽ gây thêm sát thương. Đấy, nó có cái cục màu
cam cam ở dưới kìa, thời gian hồi của chiêu này là 8 giây nhá. Đấy, thế là vị thức thần này nên lên 9 mạng để bổ trí mạng kép. Tiếp theo là chiêu thứ nhất là lực duyên. Thì anh em kích hoạt cái chiêu này lên thì trong vòng 5 giây, 3 lần đánh đường tiếp theo sẽ tăng được sát thương nhá, và tăng tốc độ đánh nữa. Rồi, sư sao bi. Má, nó khôn đấy nhỉ, sao nó biết mình ở đấy nhỉ. Má, nó. Con tuyết nữ thì không biết đẩy lính lên để cho con sư sao bi nó đi gánh từ bản đồ này đến bản đồ kia. Má, mình lại phải lên giết con rơi để mình đỡ buồn đây. Mày rơi này, mày ép đường này. Má, còn định kêu chi Imoto cũng ngu cơ. Này, bị rơi nó ép cho đường. Nếu mà con Kiyoshi Imoto chỉ có gọi là thủ đường đến tầm level 6 trở lên thì mình khỏe được thôi anh em ạ. Rồi, tiếp theo là chiêu thứ hai là người đông thế mạnh nha. Anh em chọn ba cái vũ khí nha. Ở skill này thì con bạch tuộc này, cái quạt này và cái lồng đèn, nó nhìn chọn khó. Vãi trường, bật chiêu cuối lên để giết Shusabi. Mày khô máu với mày luôn nào. À, đã giết được người rồi, ba mạng rồi. Rồi nha, chiêu thứ hai thì là gậy thứ nhất thì sẽ gây một giây choáng, gậy thứ hai thì sẽ đánh theo máu phần trăm máu đối phương, gậy farm dùng rất là tốt, và gậy thứ ba thì hồi máu bản thân mình anh em nhá. Đấy, chọn rất là khó nên là chúng ta chơi phải chơi luyện nhiều. Rồi, tiếp theo là chiêu thứ ba là thuật độn thổ. Anh em độn thổ xuống đất thì sẽ hồi 2% máu đã mất nha, và độn thổ đi xuyên tường luôn, rất là thích, mình rất là thích chiêu này. Và chiêu cuối là hợp lực, thì anh em trong vòng 5 giây anh em tăng 20 tốc độ chạy này, song kháng này, và anh em kích hoạt cái đặc điểm là như đòn nhá. Đấy, gây thêm sát thương nữa và đánh sẽ đau hơn. Đấy, đấy là vị thức thần này Kamaitachi chiêu cuối nhá. Rồi, bỏ mất tất cả hiệu ứng khống chế, chỉ cần bổ 2 phát thôi là AD chết nhăn răng luôn anh em ạ. Rồi, vừa giao tranh và mình đã gỡ gạc được cho team rồi. Bây giờ ta không đi ngay được ở đường dưới thì ta đi móc trụ anh em. Con này đánh trụ nhanh lắm, phê lắm, tuyệt vời luôn anh em ạ. Còn Kiyoshi Moto ngu thì hãy để ta đây, ta gánh team cho nào. Rồi, đấy, tại vì sao nó bổ trụ nhanh, tại vì sao đấy, khi kích hoạt chiêu cuối nó bổ trụ 3 phát liền anh em ạ nhá. Và cái đặc điểm nữa, đấy, chiêu 1 khi kích hoạt lên, nói chung là con này thì nó khó chơi. Nhưng mà, ui, thì nó đến chạy đen mày ơi. Tao không cứu được đâu nha, tao cũng hết máu rồi nha. Tao cũng không còn chiêu cuối đâu. Tao cũng phải lo bản thân tao thì tao mới lo được cho đồng đội. Bây giờ, thằng Shisabi đi ganh thì ta lại ra đường giữa, ta đẩy lính cho thằng Shisabi bị thọt. À má, con chơi nó hay chê nhỉ, con chơi. Má, khó chịu chê nhỉ, em xin lỗi. Làm gì căng thế. Nào, ta lại chọn cái gậy hồi máu. Mà còn rơi, tránh xa còn rơi ra, nó mà combo phát chết này. Kéo nó chiêu cuối đấy, nó còn chiêu cuối không nhỉ. Ôi dồi, chạy, em xin lỗi. Bật ngay mà, đúng là mình, chơi cái skin này nó đúng có một chút may mắn anh em ạ. Đấy, kiểu như gần chết thôi chứ còn chưa chết. Rồi biến về cho chắc, biến về cho chúng canh đường dưới. À, con rơi bị chết rồi, con rơi băng trụ, hay quá, tuyệt vời quá, team quá tuyệt vời. Rồi, cộng mắc vào chiêu thứ nhất đầu tiên nhé, sau đó chiêu thứ hai và cuối cùng là chiêu độn thổ, chiêu cuối thì theo level anh em ơi. Rồi, thì khi đi ganh thì anh em cố gắng chọn cái gậy thứ nhất, gậy choáng, sau đó thì anh em bật chiêu 2 lên bố, nếu mà đối phương nhiều còn hiệu ứng khống chế thì anh em bật chiêu cuối lên bố, chắc chắn có ăn mạng nha. Rồi, trong khi thằng Shusabi đi ganh thì mình sẽ lợi dụng cái khả năng là bổ trụ mạnh rất là kinh khủng của vị thức thần này để mình ăn trụ. Rồi, bây giờ xuống đây để mây bưa với bọn này. Nào, đầu tiên là chọn gậy choáng này, sau đó thì bò vào bố tì này, bật chiêu cuối lên. Khống chế hộ cái. Nào, con này mày chết rồi, ba mạng rồi. Nào, Hana đang nhảy múa trong trụ, bật tốc biến lên đập. Rồi, quá là kill, còn một mạng nữa rồi, con rơi. Chết rồi, chọn cái gậy hồi máu không thì nó đập chết mình chết. Rồi, hồi máu rồi, quá là kill, pentakin, úi ôi. Cứ chơi vờ này chắc mình chơi Kamaitachi giỏi nhất mất. Khi mình cầm một cái skin này quá tuyệt vời. Thật là cảm giác, ôi, sướng quá. Mình cảm giác như là mình thật là cao thủ, mình cảm giác mình gánh tim. Quá là ghê, sướng quá. À, hân hạnh giới thiệu với các bạn là sự party với mình là bạn Cường Nhát Tỏi Vào Mồm nhá. Cường Nhát Tỏi Vào Mồm thì có ca sĩ Cường Nhát Tỏi Vào Mồm đã từng nhát tỏi vào một bạn gái và sau đó bị đi tù. Đấy. Và có một bạn nữ nữa, bạn ấy support, mình không biết tên, thì đây là
em gái mưa của bạn Cường rồi, ăn ăn bạch tuộc. À không phải ăn bạch tuộc đây, con Orochi nó sẽ phút thứ 10 ra anh em nhá. Ăn mục tiêu lớn nhanh lắm. Biết mình biết biết ta trăm trận trăm thắng anh em ạ. Mình không còn trừng phạt cơ. Rất là nguy hiểm, mình phải bật chiêu cuối lên để mình gõ. Con rơi nó tới rồi. Có ăn được không? Rồi, mình đã bổ được con rơi thì nó không KS được. Rồi bắt đầu mình bắt đầu đi lượn hồ để mình săn những cái con yếu này. Mày bị choáng, vậy mình nhắm gậy choáng. Không biết có choáng không, mình cũng không nhìn rõ nữa. Rồi bây giờ đi lại bật gậy choáng. Bình tĩnh thôi. Ôi trời ơi, lại chọn gậy đánh theo phần trăm máu mít nhỏ như này. Mà nó nữa không may mắn một chút nào. Rồi, tiền nhiều nhất team luôn với 904. Rồi. Thì khi mà các bạn phun đồ ấy, lại con trời này, mày này, ôi trời ơi, rồi mang tiếng là tanh mà bỏ hai phát chết nhăn răng. Chúng. Được. Quá mạnh anh em ạ, hay là skin nó mạnh nhỉ? Skin tăng sức mạnh hay gì nhỉ? Rồi, thì mình sẽ lên full sát thương luôn nha. Đồ thứ 7 thì mình lên cái kiếm hút máu và đồ bắn đồ trang bị đi rừng đi cho mình lên cái kiếm đánh theo phần trăm máu anh em ạ. À, bổ tanh tanh cũng chết. Và mình không khiến đồng đội phải ăn bạch tuộc cùng mình. Đấy, mình tuyên bố luôn, một mình ăn được bạch tuộc luôn. Tất cả hãy đi ra, không khiến. Bước hết. Nào. Đây, à đây con Hana, bây giờ đi săn. Ngươi ai dạ, sướng thật đấy. Chơi con này sướng thật, nhưng mà nhìn dáng đi của nó này, tôi không thể chấp nhận được cái dáng đi như thế này. À, game thì rất nhiều skin đẹp. Này, bắt con Shusabi nào. Nó mà choáng. Má nó choáng được. Điền hết người này. Con này kiểu lúc hụp lặn nó kiểu nó có chịu rồi sao, đường dưới không đẩy đường lính lên. Mãi giao tranh làm gì? Bây giờ phải ép 3 đường thì mình ăn được cái trụ. Đấy, lính ba lính cùng song song đây này. Đấy mình thả bạch tuộc ra. Anh em ra đường giữa giao tranh đây để mình đẩy trụ anh em ạ. Chúng nó sẽ bất ngờ với khả năng đẩy trụ của Kamaitachi. Đấy rồi, 1 đấy 2 3 4 5 6. Đây rồi, xong cái trụ rồi. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Mày con lúa mày ra đây. Con lúa mày ra đây. Tao học vào trong tao đánh mày luôn. Rồi, không được rồi. Lùi ra đây. À, con lúa. Con lúa. Không cần dùng choáng luôn, hai ra gậy chết. Rồi. Đây đây con IQ mới chị nó đỡ cho mình rồi. Ô không đỡ à? Má. Điên hết người. Nào thật đây kết thúc trận đi các bạn ơi. Lên 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 trên kia mà giết đi, đối phương bị quét sạch rồi. Sướng thật đấy, về cuối game bố hai phát chết AD anh em ơi. Và skin này thì nếu mà anh em thích vị thực thần này thì anh em mua, còn mình khuyên thì nếu mà không có tiền thì không nên mua, các bạn học sinh thì thôi anh em ạ. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt anh em, hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.